Mospatiban, bí mật của siêu sao U50 Dasodihak, ngoại hình thay đổi gây ngỡ ngàng. Mospatiban được đông đảo khán giả yêu mến thông qua bộ phim Bí mật của siêu sao. Với gương mặt điển trai, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực đã giúp anh trở thành một trong những nam thần được săn đón bậc nhất Thái Lan thời điểm bấy giờ. Mospatiban là một trong những diễn viên đình đám tại Thái Lan. Anh được khán giả Việt Nam yêu mến thông qua các bộ phim như Vì sao lạc, Đánh cắp thân phận, Nữ hiệp áo đen và không thể không nhắc đến bộ phim từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ châu Á, Bí mật của siêu sao. Trong bộ phim Bí mật của siêu sao, Mos được đạo diễn tin tưởng giao vai nam chính. Ngoài Mospatiban, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Batiban Batawikan Mos, nam thiếp Jomra Chatawibun Bi, Futanate Honmanov Captain, Atija Bongsu Bibat Best. Trong phim, Mospatiban đảm nhận vai Gun, một ngôi sao nổi tiếng của showbiz Thái. Anh chàng không may lọt vào tầm ngắm của Natedao Bi, nữ diễn viên chỉ thích dựa hơi người khác để nổi tiếng. Cô nàng liên tục bày trò hòng quyến rũ Gun để có thể sánh đôi và nổi tiếng như anh, dù cô đã có người yêu là T Captain. Trong lúc đó, Pan, người bạn từ thuở ấu thơ cũng là người giúp việc cho Gun, đang thầm thương trộm nhớ cậu chủ. Một ngày nọ trong cơn say, Gun đã nhầm tưởng Pan là Natedao nên đã qua đêm với cô. Trớ trêu thay, anh chàng siêu sao lại hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra đêm hôm đó. Gun điềm nhiên đính ước với Natedao theo đúng kế hoạch của cô nàng lắm chiêu. Từ đây vòng xoáy số mệnh cuốn mọi người lại với nhau. Những âm mưu toan tính được phơi bày trong sự phấn khích của người xem. Bộ phim về gốc quốc showbiz lôi cuốn khán giả qua từng tập phim. Nam diễn viên Mospatiban tên thật là Batiban Batavekan, sinh năm 1973 tại Thái Lan. Sau thành công của bộ phim Bí mật của siêu sao, nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trong loạt phim ăn khách phải kể đến như Nước mắt hồng nhan, Cuộc chiến sắc đẹp 2. Mospatiban là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất xứ Chùa Vàng. Nhưng ít ai biết, Mospatiban bước vào giới giải trí với vai trò người mẫu từ khi mới 16 tuổi. Sau đó, anh nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Ở lĩnh vực nào, Mos cũng ghi được những dấu ấn nhất định và có một lượng người hâm mộ đông đảo. Album Mr. Mos của anh trở thành album thành công nhất của Mos với 1,5 triệu bản được tiêu thụ. Tổng cộng, Mos đã ra hơn 20 album. Sau hơn 30 năm hoạt động trong nghề, Mospatiban được đánh giá là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn tại Thái Lan. Sau khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Mospatiban đã tạm thời gác lại sự nghiệp ca hát. Hiện tại, anh vẫn chăm chỉ đóng phim, nhưng niềm yêu sân khấu vẫn chưa từng nguôi ngoai. Ở tuổi 49, nam diễn viên tham gia nhiều show ca hát và tổ chức các tour lưu diễn vòng quanh Thái Lan cùng bạn bè đồng nghiệp. Chàng diễn viên sinh năm 1973 của xứ Chùa Vàng còn thử lớn sân sang lĩnh vực ẩm thực. Mospatiban tham gia nhiều show về nấu ăn và trở thành food blogger uy tín trong làng giải trí Thái. Ở tuổi 49, nam diễn viên dù đã không còn phong độ như thời đóng Bí mật của siêu sao nhưng vẫn được nhiều người khen ngợi vì sự lạc quan, vui tươi trong cuộc sống. Sự nghiệp thành công, Mospatiban vẫn luôn vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Anh kết hôn từ năm 2011 với bà xã ngoài ngành. Hiện cả hai đã có hai cô con gái nhỏ. Nam diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình bốn người lên các trang mạng xã hội. Mospatiban còn là một đại gia ngầm của T-Biz khi anh thường hay thực hiện các chuyến du lịch sang trọng ở trời Tây cùng gia đình. Từ khi bước chân vào showbiz, Mospatiban luôn xây dựng hình ảnh tích cực. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, anh còn là tấm gương để các đàn em theo vì sự nhiệt huyết tận tụy trong công việc và lành mạnh trong cuộc sống riêng tư.